đẩy vợ xuống vực. Ngày xưa, vào một ngày đẹp trời, vương quốc nọ vô cùng hân hoan khi cùng chào đón công chúa nhỏ Tường Vi chào đời. Bà tiên đỡ đầu của công chúa đã đến rồi, mong người hãy ban cho tiểu công chúa những lời chúc bình an và hạnh phúc. Đức vua, ta rất tiếc khi phải thông báo với ngài một điều rằng công chúa của ngài sau này lớn lên sẽ vô cùng xinh đẹp và tài năng. Thế nhưng cuộc đời của công chúa sẽ gặp nhiều bất hạnh. Bà nói sao? Đó là do thần số phận đã an bài. Ta chỉ có thể báo trước cho đức vua để ngài có thể tránh được cho công chúa phần nào. Con của ta! Không thể được. Ta không bao giờ cho phép bất kỳ một điều gì khiến con ta bất hạnh được. Thế nhưng năm công chúa vừa tròn 7 tuổi, hoàng hậu vì quá lo lắng cho con nên đã qua đời. Công chúa nhỏ của ta, thật khó để có thể bảo vệ được con trước tất cả mọi tai ương. Chi bằng ta xây cho con một lâu đài khác ở một vùng đất thật bình an để tránh xa mọi hung tà nguy hiểm. 15 năm sau, vì đường tới lâu đài của Tường Vi xa xôi cách trở, nên đức vua đã sai thuê chàng tiều phu Ambi khỏe khoắn đều đặn mỗi tuần chuyển những cánh thư của ông đến cho công chúa. Lại được đến gặp công chúa rồi. Nhận được thư của đức vua, chắc nàng sẽ mừng lắm. Công chúa bé nhỏ ngày đầu giờ đã xinh đẹp biết bao. Không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, công chúa Tường Vi còn có giọng hát vô cùng thánh thót, nhưng lại mang một vẻ buồn bã, u sầu. Mỗi khi tiếng hát của nàng cất lên vang khắp núi đồi, thì chim chóc ngừng hót, gió ngừng thổi để lắng nghe. Tiếng đồn về nàng công chúa Tường Vi ngày một vang xa, khiến cho bao nhiêu trai tráng lẫn vua quan khắp nơi muốn kết duyên cùng nàng. Trong số đó có vị vua trẻ Hanshe của vương quốc láng giềng. Ta muốn đến vùng núi hẻo lánh kia khám phá xem nhan sắc nàng công chúa được đồn thổi bấy lâu như thế nào. Quyết tâm chiêm ngưỡng dung nhan nàng công chúa, vị vua trẻ Hanshe không ngại ngần cải trang thành thường dân để tiến sang vương quốc láng giềng. Trời ơi, người có nghe thấy không? Tiếng hát thật làm say đắm lòng người. Đi theo lối kia. Quả là một nhan sắc hiếm có. Được lắm, nhất định nàng ấy sẽ phải thuộc về ta. Thật ra hôm nay tôi đến đây là mong muốn được kết giao cùng vương quốc của ngài. Ngài hãy gả con gái của ngài cho tôi để làm cho tình giao hảo của hai vương quốc ngày càng thêm gắn kết. Vị vua trẻ Hanshe này nổi tiếng là người cao ngạo và thủ đoạn. Công chúa nhỏ bé lương thiện của ta gả cho người như vậy thì cũng không thể yên tâm được. Nhưng nếu từ chối không khéo thì sẽ ảnh hưởng quan hệ hai vương quốc. Thôi thì Hanshe, được ngài để mắt đến con gái nhỏ của ta thật là điều diễm phúc. Nhưng công chúa của ta tuổi đời còn trẻ, vốn lại mang theo bên mình lời tiên tri không được tốt đẹp cho lắm. Không sao, ta sẽ mang hạnh phúc đến cho nàng ấy. Quả thật con gái ta còn non nớt, khi nào nó đủ 18 tuổi, ta nhất định sẽ cân nhắc đến lời đề nghị ngày hôm nay. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Tường Vi bỗng mang bệnh lạ. Đức vua vô cùng lo lắng, cho mời rất nhiều thầy thuốc giỏi đến chữa bệnh cho con, nhưng ai nấy đều phải bó tay. Không một ai trong các ngươi chữa bệnh được cho công chúa ư? Ở trung thần vô dụng, mong đức vua tha mạng. Ôi, con gái của ta, chẳng lẽ không còn cách nào cứu được con nữa sao? Tiên đỡ đầu, bà đến rồi. Làm ơn bà hãy cứu lấy công chúa đi. Đây chính là loài hoa sẽ cứu mạng được công chúa. Nhưng loài hoa này
chỉ mọc ở trên đỉnh núi giữa hai vực thẳm và một ngọn thác phía tây vương quốc. Cần phải có người dũng cảm mang đóa hoa về đây. Xem kìa, đức vua sẽ trọng thưởng cho ai mang được hoa thần về cứu công chúa. Lên đỉnh núi giữa hai vực thẳm và ngọn thác phía tây ư? Chỗ đó là chỗ chết chứ đâu phải là nơi đi có thể trở về được. Tin tức về căn bệnh của công chúa Tường Vi và loài hoa cứu mạng công chúa cũng được nhà vua truyền đến vương quốc của Hanshe. Thế nhưng, thay vì lo lắng cho công chúa, thái độ của Hanshe lại hết sức thờ ơ. Công chúa Tường Vi bị bệnh rồi sao? Chắc chắn sẽ có người đi lấy loài hoa cứu mạng nàng ấy thôi. Còn ta, cứ đợi đến năm nàng đủ 18 tuổi, thì kiểu gì nàng cũng là vợ của ta rồi. Tất cả những chàng trai vương tôn công tử trước kia để ý đến Tường Vi, chẳng một ai muốn liều mạng đi kiếm loài hoa trên đỉnh núi. Nhưng vẫn còn một người rất lo lắng cho Tường Vi. Hả? Bệnh của công chúa Tường Vi nguy kịch đến vậy rồi ư? Không, ta không thể để một cô gái yếu đuối chịu cảnh đau đớn vì bệnh tật như vậy được. Bất chấp đường xá xa xôi và đầy rẫy nguy hiểm, Ambi vẫn một lòng một dạ hướng về phía công chúa mà tiến bước. May quá, suýt chút nữa thì mình mất mạng rồi. Gắng lên, mình không thể bỏ cuộc. Từ nhỏ, công chúa Tường Vi đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Mình không thể để công chúa chịu thêm bất cứ bất hạnh nào nữa. Vậy là nhờ có bông hoa của Ambi mang về, công chúa Tường Vi đã được cứu mạng. Là chàng đã liều mạng mình để cứu ta sao? Công chúa khỏe mạnh trở lại là tốt rồi. Ta có mạo hiểm một chút cũng xá gì đâu. Cảm kích trước tấm lòng của Ambi, công chúa Tường Vi đã rung động với chàng và xin vua cha được lấy chàng làm chồng. Về phần nhà vua, ông cũng rất quý mến anh chàng tiều phu gan dạ, hết lòng vì công chúa của mình, nên đã gật đầu đồng ý. Ta đường đường là vua của một vương quốc, mà ông ta coi ta không bằng một tên tiều phu hôn sách áo ôm ư? Cho rằng mình bị sỉ nhục, đức vua Hanshe ngay lập tức cho quân kéo sang vương quốc láng giềng gây chiến. Dạ thưa đức vua, xin người hãy để con dẫn quân ra chặn đầu đoàn quân của họ ạ. Được, ta chờ tin tốt lành từ con. Tường Vi, ta phải lên đường dẹp giặc đây. Nàng hãy ở lại bình an nha, ta nhất định sẽ trở về với nàng. Chàng nhớ về với thiếp nha. Mong chàng hãy bảo trọng và trở về an toàn. Thiếp ở nhà mong tin của chàng. Tiến lên. Muôn tàu đức vua, đội quân của phò mã Ami đã bị thua trận rồi. Nhưng vua Hanshe không dẫn quân hướng về phía hoàng cung. Hả? Người nói sao? Chẳng nhẽ người đâu? Chuẩn bị ngựa và binh sĩ theo ta. Mau tìm bằng được công chúa Tường Vi ra đây cho ta. Công chúa, người hãy cẩn thận. Chết rồi, nhanh chân lên công chúa. Công chúa Tường Vi, rất tiếc khi gặp phải công chúa trong hoàn cảnh này, nhưng số trời đã định, nàng là của ta. Không được động đến con gái của ta. Thì ra ngài là đức vua Hanshe vương quốc láng giềng, nhưng xin ngài hiểu cho, ta và ngài chưa hề có hẹn ước gì, nên ta không bao giờ là người của ngài hết. Và hơn cả, ta đã có chồng rồi. Trọn đời này của ta chỉ có một mình chàng ấy là chồng của ta mà thôi. Chồng của nàng đã chết rồi, hắn đã bại trận dưới lưỡi kiếm của ta. Ngài giết chàng ấy rồi sao? Ta chỉ có một người là chồng duy nhất mà thôi. Thưa cha, con xin lỗi cha. Người đã cố gắng lo lắng cho con nhiều quá rồi. Con sẽ đi theo chồng để bảo toàn hòa bình cho đất nước. Sau lời từ biệt,
công chúa Tường Vi tung mình vào dòng thác bạc cuồn cuộn và mất tích trong dòng nước ồ ạt phía sau. Đức vua và Hàn Sê kinh ngạc hét lên: Tường Vi! Tường Vi! Từ chỗ ấy về sau, người ta thấy một loại cây lạ mọc lên. Loại cây ấy ra hoa y hệt đóa hoa trắng mà chàng tiều phu Ambi đã tìm về cứu nàng, chỉ khác là có màu đỏ thắm. Cảm thương cho số phận nhiều điều bất hạnh của Tường Vi, bà tiên đỡ đầu đã ban cho bông hoa sự kiên cường để nó nở rộ bền bỉ bên dòng thác dữ. Cũng từ đó, nếu người lữ khách nào vô tình ngang qua soi nhìn dòng nước, sẽ thấy bóng phản chiếu của những đóa hoa mang màu mắt long lanh y hệt đôi mắt của nàng. Từ đó, hoa mang tên là Tường Vi, để tưởng nhớ đến nàng công chúa Chung Thủy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.